Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một con xe cuộc tay cong có thương hiệu Fel. Con này khung nhôm càng carbon, chạy đồng bộ của Shimano Tiaga các bạn. Có size đứng bằng 48. Chạy cặp vành Mavic rất là đẹp, gần như mới các bạn. Xe này là hàng xách tay của em nhé, gần như mới luôn đấy, mới 90% trở lên. Xe là quá là ok đấy. Cặp vành Mavic rất là đẹp. Em sẽ quay qua một lượt để các bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy. Số điện thoại trên em dùng Zalo, các bác vào kết nối và kết bạn với em đã gửi hình ảnh chi tiết cho. Đấy. Bên em thì còn rất là nhiều xe các bác nhé. Đấy, còn nhiều xe để các bác lựa chọn, và hôm nay em lên riêng một con Fel thương hiệu Mỹ. Đấy. Và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ con Fel này. Đấy. Con này sơn là nguyên bản các bác nhé, có màu đỏ tem trắng, thương hiệu Fel đến từ Mỹ. Xe này còn đến mới đến 90%, 90% trở lên các bác nhé. Đấy, xe gần như là mới tinh, mới lắm đấy, các bạn, hầu như chưa có vết xước là mấy. Yên vẫn theo xe các bạn. Đấy, yên vẫn theo xe. Phanh là phanh nhôm, đấy, kể cả má phanh hãng là theo xe là các bạn, đấy, rất là đẹp. Con này khung nhôm càng carbon. Con này Fel là 7.500. Đây, cái vành này, vành này gần như là chưa đi mấy, hay còn mới như này con. Gần như vành chưa đi mấy, cái vết xước. Cặp lốp Victoria. Đây, cặp vành Mavic các bác nhé. Đấy. Con này chạy xem là mấy nít các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lít các bạn. Con này chạy với 10 lít Tiaga, Shimano Tiaga. À, xích vẫn theo xe các bạn. À, xích vẫn theo xe này các bạn. À, Shimano. À, đùi đĩa là FSA. Đấy, rất là đẹp, đùi đĩa FSA là quá khủng rồi. Đấy, gạt đề trước là Tiaga. Xe thì còn mới quá xuất sắc luôn đấy. Đấy các bạn này. Đấy. Nói chung là nước xe của em từ bên kia và đợt này toàn xe đẹp thôi. Đấy các bạn nhé. Đấy các bạn. Thương hiệu Fel, càng trước càng carbon thôi nhé. Mê trước mê Fel. Đấy. Nguyên bản từ đầu đến cuối các bác nhé. Nguyên bản luôn từ đầu đến cuối. Xe còn quá là ok. Quá là ok luôn. Đấy. Em sẽ quay sang mặt trái của xe để các bác tham khảo. Đấy. Này các bác này. Đây là trước Tiaga 10 lít 2 đĩa Tiaga gần như mới các bạn nhé. Đấy, rất là mới lắm các bạn. Thực sự này. Còn bác là FSA. Cặp vành Mavic các bạn nhé. Đấy, vành trước này. Cặp vành Mavic rất là đẹp đấy. Gần như mới luôn, cặp vành xe hầu như là chưa đi mấy đâu các bạn. Hầu như chưa đi mấy. Các bạn này, tem nội địa Nhật này. Đấy, tem nội địa Nhật. Gửi đĩa FSA. Và tổng xe này con này gọi là khá là đẹp. Xe nhập vào thì có những con này nó cao giá lắm các bạn. Đấy. Ngược giá vì xe nó quá đẹp, xe nó gần như mới. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu ấy thì dùng con này là ok đấy, theo em là ok vì là nó gần như mới tinh rồi. Đấy, vành trước vành sau là Mavic các bác nhé. Đấy, may sau là may Fel này. Đấy các bác này. Đấy, may sau là Fel. Đây là yên. Em sẽ nói qua lại về con xe này. Con này là con Fel thương hiệu đến từ Mỹ các bác. Đấy, có size đứng bằng 48, khung nhôm càng carbon, chạy đồng bộ Tiaga, đùi đĩa FSA, cặp vành Mavic các bác nhá, mới đến 90%. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy, bên em dùng Zalo và các bác vào nhớ xem và đăng ký kênh và ấn vào nút chuông các bác để nhận thông báo hàng ngày
em đăng lên những chiếc xe. Và địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy, các bác cần đến tại cửa hàng và em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, bên em thì rất là nhiều xe đẹp để các bác lựa chọn. Và em cũng được dừng video tại đây. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.